Kênh Cần Thơ Ký Sự kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh. Thì hôm nay cũng một buổi chiều đúng quý vị. Ở thành phố Cần Thơ mình cũng tiếp tục có những cơn mưa lớn ha. Hôm nay cái điều cũng không vui, tức là mưa ngay cái dịp mà của các bé tan học đó quý vị. Nên cũng gây ra một số khó khăn cho các phụ huynh khi đưa đón các bé về ha quý vị. Mình cũng chạy các tuyến đường cạnh khu vực của các trường của các bé ha. Cụ thể chỗ này là trường Ngô Quyền, đường Nguyễn Khuyến quý vị. Mình chạy qua chỗ trường Châu Văn Liêm quý vị. Rồi xin mời quý vị. Mưa hồi lúc 3:30 đến hiện giờ là gần 5 giờ 6 giờ quý vị mà vẫn còn mưa ha. Đường Nguyễn Khuyến quý vị, ngay chỗ trường Ngô Quyền. Thì hôm nay cũng chia sẻ video cũng một số thông tin nóng tại khu vực là ở Hà Nội quý vị. Là quý vị biết là thông tin là cháy cái tòa nhà chung cư quý vị, cũng gây thương vong cũng nhiều các bạn ha. Đó là thông tin, nói chung cũng đưa tin dày đặc trên các thông tin là cháy chung cư ở ngoài Hà Nội quý vị. Rồi đây là trường Châu Văn Liêm quý vị. Đường này là đường Võ Thị Sáu nè, chúng ta chạy thẳng ra bên là chúng ta ra đường Nguyễn Trãi luôn quý vị. Cạnh chỗ Châu Văn Liêm thì có trường Đoàn Thị Điểm ha. Hôm nay nói chung là ông trời mưa ngay thời điểm của các bé tan học để các phụ huynh về nhà rất khó khăn, vất vả quý vị. Rồi nhắc lại quý vị là khu vực này là chỗ trường Châu Văn Liêm quý vị. Tiếp giáp với Xô Viết ngay tỉnh quý vị. Bên Châu Văn Liêm, bên là Mạc Đình Chi quý vị ơi. Đây, bên đây chơi ông Liêm đây. Mưa lớn lắm quý vị. Còn bên đây là Mạc Đình Chi ha. Nằm ở đường Xô Viếng cái tỉnh quý vị. Đây là đường Xô Viếng cái tỉnh quý vị. Gần 6 giờ rồi, mưa hơn 2 tiếng đồng hồ quý vị mà không dứt. Đường này là đường Trương Định nha quý vị. Thì đường trong Liêm là nó giáp với bốn mặt của đường ha. Một đường thì Ngô Quyền, một đường thì Trương Định, rồi một đường Võ Thị Sáu mình chạy vừa qua đó, với cái đường mặt sau đó, giáp với đường Xô Viếng cái tỉnh đó quý vị. Chỗ này là gần như là cuối của đường Ngô Quyền quý vị, ngay chỗ khu vực chút trước mặt chúng ta đây. Trong cuối đường của chợ Cả Đài này có cái chùa Miên khá lớn quý vị ơi. Mình nhận thấy là các du khách Tây đó thường đến tham quan ha. Còn đây là cuối của đường Ngô Quyền,
đây trường Châu Quang Liêm quý vị. Ngay giờ học buổi chiều trời mưa lớn quá quý vị. Rồi từ đây chúng ta sẽ thẳng xuống bến Ninh Kiều quý vị. Chung là mưa thì mát thật, nhưng mà lựa ngay cái thời điểm mà rước bé học sinh đúng không gì cũng khá vất vả ha. Nhắc lại quý vị là đường Ngô Quyền đó quý vị, chỗ đường Ngô Quyền này nó tập trung cũng rất là nhiều trường quý vị, trường học Châu Sơn Liêm, Đoàn Thị Điểm, Ngô Quyền. Và lúc nãy là có trường Mạc Đình Chi luôn quý vị, bên sổ giấy người tỉnh đó. Rồi đường này chúng ta chạy thẳng xuống Bến Kiều luôn quý vị ơi. Chung là các anh lái ô tô này mình nhận thấy chiều nay cũng có một điều lạ quý vị, cái đường đã là bản cấm rồi, là không phép được xe vô rồi, mà có công an đứng luôn, các anh chú giao thông đó đã ngoắt không cho vô mà vẫn sắn vô luôn, thôi cũng thua, cái này gọi là thua luôn, bó tay luôn. Cái bản cấm là đã sợ rồi, vô là phạt rồi, mà còn có các anh lực lượng làm chốt tại đó ra cái hiệu lệnh là không cho xe vô mà mấy ảnh vẫn sắn vô luôn. Ồ, thua. Đường Hòa Bình nghe quý vị. Thật sự là ý thức thiệt như vậy là cũng bó tay luôn quý phụ huynh này. Đã phát tay hiệu lệnh là không cho vô mà vẫn sắn vô luôn, vậy là thôi chiều nay thấy cái tình huống giao thông này vậy là sao, nếu mà không có anh làm nhiệm vụ này thôi rồi luôn kẹt. Mấy ngày trước là không có các anh làm nhiệm vụ là kẹt dữ lắm nha quý vị, mỗi khi mà mưa như vậy nè là thôi mạnh anh nó chạy luôn đó. Không còn gọi là trật tự gì nữa, mạnh anh nó chạy, kẹt thì càng kẹt hơn. Ai cũng muốn ướt con cho nó không bị ướt, nhưng mà cái kiểu mà tranh giành kiểu này là thua. Này Bến Kiều cái gì chiều Cần Thơ mưa, lúc nãy mình có dừng lại mình quan sát thấy tình huống vậy vậy đó quý vị, cũng chia sẻ cho quý vị ha. Cái biển cấm là mình vô là đã bậy rồi, còn có anh các anh làm nhiệm vụ đứng đó ra hiệu lệnh không cho vô mà vẫn sắn vô luôn. Không còn gì để nói nữa quý vị ơi. Rõ ràng trước mặt với ống kính quý vị này thấy quan sát bên đường ngay đầu đường của Ngô Quyền có các anh lực lượng làm nhiệm vụ đó quý vị. Thấy cái anh nó phát hiệu lệnh là không cho vô mà vẫn sắn vô. Thì hôm nay nhân dịp thời tiết của Cần Thơ mưa quý vị, cũng chia sẻ cho quý vị đoạn clip đó, cập nhật kịp thời á. Quý vị yêu thương kênh, ủng hộ kênh, xin cho một like video để ủng hộ chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn. Rồi, thường là buổi chiều rất là sôi động với các khách tham quan du lịch, mà chiều nay mưa kiểu này thua à, vắng que luôn, không có ai luôn. Rồi đường này là đường Hai Bà Trưng nha quý vị, Bến Ninh Kiều quý vị.
Quý vị theo con đường này chạy thẳng luôn là chúng ta xuống chợ Tân An, và chạy tiếp tục nữa là xuống đường Nguyễn Thị Minh Khai, và chạy tiếp tục thì đến chợ Xuân Khánh. Đây là nhà lồng cho gấu gì ơi. Thời tiết như thế này vẫn sáng đèn nhưng mà khách thì không thấy. Trắng que cái gì ơi. Khu vực chợ đêm của Cần Thơ quý vị. Đường Phan Chu Trinh ha. Chợ đêm này ngay cái chỗ nhà lồng chợ cổ đó quý vị. Hiện tại thì nói chung cũng cả nước cũng đang chia buồn ha. Ở ngoài Hà Nội cháy cái chung cư quý vị. Cũng có gây thương vong quý vị. Nói chung thứ nhất là về ban đêm khuya, từ 1 giờ khuya quý vị. Cháy về tầm khuya gây ra cái sự thoát nạn nó hơi khó khăn ha. Rồi mình lên chạy một vòng chỗ khu vực công viên Lũ Phước quý vị. Chia sẻ một đoạn video ngắn chiều nay ha. Cập nhật thông tin thời tiết cho quý vị xem. Cần Thơ chiều nay tiếp tục mưa. Đây là đường Nguyễn An Ninh quý vị. Từ Bến Kiều chạy thẳng lên đường Nguyễn An Ninh. Giờ này học sinh chắc cũng đã giãn rồi đâu gì. Rước rồi, cha mẹ cũng đã đến rước rồi. Nhưng mà ngay cái thời điểm mà mưa thì nó chung gây cản trở khó khăn ha, hơi khó. Đường Nguyễn An Ninh quý vị ơi, đối diện bên kia lộ là bệnh viện của thành phố Cần Thơ. Bệnh viện thành phố nha quý vị. Rồi ngay chỗ này cũng thường kẹt xe ngay chỗ đầu công viên quý vị. Do cái lượng xe bốn bánh đi rước bé cũng khá nhiều ha. Nhắc lại quý vị, khu vực này là chỗ công viên Lũ Phước quý vị. Buổi chiều cũng có anh chị khu vực công viên ra tập thể dục khá nhiều. Hôm nay là mưa. Rồi xin một like video chương trình để ủng hộ kênh quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn. Mỗi lượt like của quý vị là giới thiệu cho nhiều cô chú anh chị cùng xem. Rất cảm ơn và chúc sức khỏe của cô chú anh chị. Một lượt like, đăng ký kênh. Cảm ơn và cảm ơn.
Phường Phan Văn Trị nha các bạn. Có một cái tên gọi nó là ngã ba Tự Đức gì đó quý vị. Thì cái đường Lý Tự Trọng thì nó, nếu mà lúc nãy mình chạy thẳng á, thì sẽ ra bên chỗ đường Trận Đạo luôn. Mưa cũng nổi nước hai bên lề nè. Đây có Nguyễn Kim ha, bán điện máy gì. Rồi mình quẹo qua, mình chạy hết cái đường Đại Lộ Hòa Bình, mình kết thúc video quý vị. Cập nhật thời tiết chiều nay cho quý vị xem ha. Cần Thơ mưa khá nhiều luôn quý vị ơi. Chung tình hình mưa gió gì ai cũng tranh thủ hết trơn. Rồi Đại Lộ Hòa Bình nghe quý vị, cũng lâu lắm rồi không chạy cái tiếng Đại Lộ Hòa Bình. Quý vị nào ở phương xa không gần đường, khi mà đến du lịch Cần Thơ, nếu mà tìm về ẩm thực ăn uống rồi đó quý vị, thì chúng ta nên vô cái đường Đề Thám ha, hỏi thăm hoặc là kêu xe ôm Grab gì đó chở về ẩm thực Hồ Sáng Thổi ha. Hồ Sáng Thổi, đường Đề Thám quý vị nhớ ha, ngay Đại Lộ Hòa Bình đó quý vị. Ở phương xa mà không biết đường gành đường đi đó, muốn ẩm thực á, thì chúng ta sẽ đi vô đường Đề Thám nha quý vị. Nó có cổng chào ghi là phố ẩm thực Hồ Sáng Thổi. Nói chung trong này là đầy đủ nha quý vị, không thiếu gì hết. Cơm, bún, hủ tiếu, đồ chay có luôn. Rồi đây là Highland quý vị, chỗ siêu thị cốt mắt nè. Rồi hôm nay là thấy cái lượng đi rước quá trời đậu xe, tại vì bên lực lượng không cho vô cái kẹt xe gì, nên đậu xe hai bên lề quá trời nhiều luôn. Rồi mình một vòng này là mình quẹo lại là mình kết thúc video nữa quý vị. Rồi chúc sức khỏe quý vị luôn. Nói chung là cũng trên đường đi rước các bé, rồi thấy trời tiết mưa quá rồi ghi hình luôn quý vị ơi. Rồi mình xin quẹo lại mình kết thúc video nữa quý vị. Nhớ cho một like video ha, ủng hộ kênh ha. Cảm ơn và cảm ơn luôn. Đây là trước cửa của ủy ban quý vị. Nơi này thì vào những cái dịp Tết đó quý vị, bán về hoa kiển Tết trưng bày khá là đẹp. Rồi mình đến khu vực chỗ bảo tàng, chỗ cái đường Ngô Quyền quý vị, mình kết thúc video ha. Hiện tại thì ở bên đường có cái dịp gần tới Trung Thu quý vị, bán bánh rất là nhiều luôn. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ha. Tạm biệt và tạm biệt. Đây xe đậu chờ rước con này. Thường là chạy vô luôn à, nhưng mà hôm nay do quá xá vô là kẹt xe đúng gì. Đây chỗ bán bánh rồi ha. Hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo ha. Tạm biệt luôn quý vị ơi.